Rồi, chào các bác nha. Đây để cho bác xem chiếc Shibura V52 nhá. Con này số cơ ben cơ luôn. Con này nói lại là cơ toàn bộ luôn ạ. Chiếc này là xe dân dùng nhá. Em quay sơ qua cho các bác xem luôn. Chiếc này nguyên bản của nó chiếc là chủ cũ cũng chạy móc nha. Để em sẽ quay một vòng cho các bác. Chiếc này thì dàn chân với ấy thì có sơn lại rồi nhá. Máy số thì zin, động cơ zin luôn nhá. À, các bác xem động cơ zin nha. Cầu kia thì đẹp. $135 triệu nhá. Cái lắp cầu trước của nó có nha, nhưng mà hiện tại chưa ráp vô thôi. V52 lắp cầu trước có nha, có nghĩa là cầu số nó vẫn phải ráp đầy đủ hoạt động nhá. Nút 12432 này, nút trước là 8320, đúng rồi, nút trước 8320, nút sau 12432. Số cơ ben cơ nhá. Mầm lốp đẹp nha. Lốp đẹp. Mầm không có mục mọt gì hết nhá. Dàn nông cũng không mục nha. Máy khẩy phát lỗ à. Số cơ ben cơ nhá, ben cơ này. Ok nha. Lắp hồng của nó có, nhưng mà hai cái lắp hồng của nó do để kiểu cũ để nó bị móp méo á, nên là chưa có sơn lại, chưa có ấy. Ok nha. V52 số cơ ben cơ 135 triệu, có ra lộc cho các bác, ra lộc cho sơn thôi nha. Chìa khóa thì nó bị mất cái đấy thôi. Kéo dây, độ dây cho đây này. Độ dây để kéo nha. Số cơ V52, 3 số sợi. Ok, chào các bác nha.